Cuộc đời giá trị xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chính vì sự khác biệt lớn trong ý thức hệ và nhận thức mà mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau về thế giới. Tuy nhiên đẳng cấp của một con người thì không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài như là tiền bạc, địa vị. Đẳng cấp của con người phần lớn phụ thuộc vào sự rèn luyện của tự bản thân. Sự tu dưỡng của con người xuất phát từ nội tâm. Những người có bản lĩnh cao sẽ nhìn mọi việc với cái nhìn bao quát hơn. Những người như vậy thì luôn sẵn sàng chịu áp lực, sẵn sàng đối mặt với thử thách, có thể là bình tĩnh đón nhận mọi thứ diễn ra, đối mặt với cuộc sống. Họ cho rằng đau khổ chỉ là một loại thử thách giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Kiểu người này thì thường có 9 tố chất đặc biệt sau đây. Mời quý vị cùng tham khảo và đừng quên chia sẻ nếu thấy ý nghĩa quý vị nhé. Người thành công có 9 tố chất này muốn nghèo cũng khó. Thứ nhất, nhân phẩm tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, những người nhân phẩm không ổn, nói chung thường không được người khác coi trọng, dễ bị xa lánh. Bản chất của người là hướng thiện, đối với những điều xấu xa, tự nhiên sẽ né tránh. Tuy nhiên, đối với những người có nhân phẩm tốt đẹp, mọi thứ sẽ khác. Mọi người không những chủ động tiếp cận bạn, khen ngợi bạn, mà còn dần dần bị ảnh hưởng bởi đức tính cao đẹp này. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ai cũng muốn thân thiết với những người nhân hậu, mong muốn bản thân cũng trở thành một người như vậy. Vì thế, những người có bản lĩnh chắc chắn có phẩm chất tốt, được mọi người ngưỡng mộ và đối xử tử tế. Thứ hai, bền bỉ sau thất bại. Không có thành công nào xảy đến sau một đêm. Bền bỉ luôn song hành với thành công vững chắc. Và điều quan trọng là luôn cần nhớ rằng thất bại là không thể tránh khỏi. Việc bạn đối diện và học hỏi từ chúng như thế nào mới làm nên chuyện. Thứ ba, khiêm tốn. Một người có năng lực thực sự sẽ không bao giờ thể hiện tất cả năng lực mình có cho người khác thấy. Giống như những cây lúa trên cánh đồng, chỉ có những cây chĩu hạt mới cúi đầu, vì đó là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Làm người cũng thế, dù có tài giỏi đến đâu, cũng đừng quá phô trương. Quá phô trương sẽ thu hút sự ghen tị và lòng tham của người xấu, tạo ra những phiền phức không cần thiết. Những người cao cấp, đủ thông minh để hiểu làm thế nào để biểu đạt bản thân một cách tốt nhất và tránh những cạnh sắc làm tổn thương bản thân. Một người thành công trong cuộc sống chưa chắc đã giàu có về mặt cuộc sống, nhưng về mặt tinh thần thì luôn trong trạng thái viên mãn, vì những gì mà có được trong tay khiến anh ta tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Thứ tư, kiên định. Những ý tưởng sẽ thắp sáng hành trình thành công. Trong số các chìa khóa thành công có sự sáng tạo càng cao thì công việc càng có cơ hội để phát triển. Vai trò của sáng tạo trong cuộc sống cũng quan trọng như trong nghệ thuật vậy. Thứ năm, có đam mê. Sự đam mê rất quan trọng, vì nếu bạn yêu những gì bạn đang làm, sẽ dễ dàng hơn nhiều để phát triển những yếu tố còn lại. Có hai tuýp người, người cạnh tranh và người tìm kiếm. Những người cạnh tranh sớm biết họ muốn gì và có thể bắt đầu hành trình của mình từ thời trẻ. Đa số mọi người thường là người tìm kiếm. Họ sẽ phải khám phá ra thứ mình thích. Một cách đơn giản để hỏi xem mọi người đã xác định được đam mê của mình chưa là hỏi: bạn có làm nó khi rảnh rỗi không? Nếu câu trả lời là có, họ đã tìm ra. Những người thành công đi theo trái tim, không phải vì tiền, nhưng cuối cùng tiền cũng ở trong ví của họ. Thứ sáu, dám vượt qua ngưỡng an toàn. Những người thành công luôn vượt qua ngưỡng an toàn của họ, vượt qua sự xấu hổ, lo lắng, sợ hãi. Để làm được như vậy, bạn có thể theo những bước sau.
đặt mục tiêu, đặt động lực, thời hạn phấn đấu và để những người khác cùng thúc đẩy bạn tiến lên. Thứ bảy, luôn tập trung. Tập trung là chìa khóa. Để thành công sẽ là quan trọng khi xác định rõ lĩnh vực bạn muốn làm và cố gắng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Không ôm đồm và quá đa dạng. Hãy chọn đúng lĩnh vực để tập trung. Nghĩ rộng hơn và hướng mũi tên vào một điểm tập trung cụ thể. Chúng ta có hàng triệu thứ trong tâm trí mỗi ngày. Nhưng ta không thể thành công trong 1 triệu thứ được. Đã đủ khó để thành công trong một việc rồi. Thứ 8, có thể kiểm soát lời nói và hành động. Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra. Nhiều lời không phải là điều tốt, nhưng vẫn có nhiều người không nhận thức được điều này. Có câu nói, nhịn một chút, sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Trong cuộc sống, hãy học cách thận trọng trong cả lời nói và hành động. Như thế mới có thể tiến tới thành công. Những người cao cấp có khả năng tự chủ siêu cao, vừa kiểm soát tốt lời nói của bản thân, vừa nắm bắt được trọng tâm của việc giao tiếp. Nhẫn nại chính là phẩm chất tốt nhất khiến những người có bản lĩnh vượt trội hơn người bình thường. Thứ 9, luôn phấn đấu. Những người đạt thành tựu xuất sắc luôn luôn tiến lên, luôn cải thiện tình hình. Có nghĩa là đã giỏi rồi, ngày càng giỏi hơn và đặt mục tiêu là số 1 trong lĩnh vực. Luyện tập làm nên điều hoàn hảo. Đó là một trong những bí quyết thành công của huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại John Wooden. Quý vị thân mến, từ trước đến nay, không ai có thể chắc chắn một người có thành công hay không. Nhưng khi nhìn những người thành công, luôn có một số điểm chung nhất định. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình không hề thua kém, nhưng lại không thành công như những người khác? Sự khác nhau nằm ở những yếu tố này. Thứ nhất, lạc quan và bi quan. Kẻ bi quan luôn nhìn thấy sự khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn nhìn thấy các cơ hội trong mọi khó khăn. Quả thực là như vậy, mang thái độ sống bi quan sẽ chẳng khác nào tự bản thân đang vùi dập cuộc đời mình khi chỉ nghĩ đến những điều tệ hại, tiêu cực, tự tước đi mất cơ hội có được cuộc sống dễ chịu. Hãy quay về hướng mặt trời và bạn sẽ không thấy bóng tối. Phải cố gắng sống lạc quan và lan truyền sự lạc quan của mình cho những người còn bi quan. Từ đó, chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống bằng cách làm cho người khác được hạnh phúc. Vậy nên, thành công sẽ đến khi bạn nhìn mọi thứ lạc quan hơn. Hãy nhìn mọi thứ bằng con mắt tốt đẹp nhất thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt nhất trong khả năng có thể. Thứ hai, tự tin và tự ti. Đối mặt với vấn đề nào cũng vậy, một khi đã làm thì phải tự tin. Phong thái luôn chiếm giữ vị trí quan trọng cho việc hoàn thành tốt không. Một người tự tin bày tỏ rõ ràng thế mạnh của mình, thể hiện rõ quan điểm sẽ nắm được cơ hội chiến thắng nhiều hơn người nghĩ mình không tốt. Vì nếu ngay cả bạn cũng không tin chính bản thân mình, thì làm sao người khác có thể tin bạn đây? Người thất bại tự ti cho rằng bản thân không được, không hay, không nổi trội, không giỏi. Vậy thì rõ là chưa đánh đã thua rồi. Thứ ba, đương đầu và sợ sệt. Chỉ khi bạn đương đầu với khó khăn thì cơ hội mới xuất hiện. Một khi cơ hội xuất hiện thì bạn phải nắm bắt ngay. Đó là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Một khi nhìn thấy bất cứ điều gì bạn cũng sợ sệt, lo lắng. Đứng tại chỗ thì sẽ chẳng có bất cứ trắc trở nào xảy ra. Cũng đồng nghĩa với việc
chẳng có cú bứt phá tạo ra cơ hội thành công. Lý do chính khiến bạn thất bại đó là không dám thử thách bản thân, nhút nhát như con rùa rụt cổ. Phải thử thì mới có cơ hội thành công, còn chần chừ thì cơ hội là 0%. Khác nhau ở chính hành động chứ không phải chỉ nằm trong suy nghĩ. Hãy bắt đầu ngày hôm nay, ngay bây giờ là bạn đã thành công một nửa rồi. Thứ tư, hành động và than vãn. Khá nhiều người quen với việc than vãn. Bất cứ mọi việc xảy ra không tốt với họ thì điều đầu tiên là than thân trách phận trước, rồi làm gì thì làm. Bạn nên đặt câu hỏi cho mình rằng liệu than vãn có giải quyết được vấn đề hay không? Nếu không, hãy im lặng và tìm cách giải quyết. Không gì là không thể, chỉ là có dám thử không. Người thành công sẽ là người tiên phong bắt tay vào tất cả mọi việc và không nghĩ tới việc bỏ chạy hay không làm được. Đừng bao giờ hỏi tại sao lại là tôi, mà hãy luôn tự hỏi bản thân tại sao không phải tôi. Sự khác nhau chính là ở điểm đó. Thứ năm, siêng năng và lười biếng. Ai đó đã từng nói, hãy xông pha và miệt mài với công việc khi còn trẻ, còn nghỉ ngơi dành cho tuổi già. Muốn vượt lên chính mình và nổi trội hơn người khác thì siêng năng là điều không thể coi nhẹ. Làm 10 cái, sai 5 vẫn được 5, còn làm chỉ 5 mà sai cả 5 thì coi như bỏ trắng. Người biết sắp xếp mọi thứ logic nhất sẽ nhanh tới cánh cửa thành công. Những lúc bạn bè, đồng nghiệp dành quá nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi và thư giãn, thì họ, những người đã, đang và sẽ thành công, vẫn âm thầm làm việc, hoạch định tương lai. Thứ sáu, thời gian tận dụng và lãng phí. Người sẽ thành công luôn biết tận dụng thời gian vào các thời điểm khác nhau trong cuộc đời, đặc biệt khi còn trẻ, vì họ ý thức rõ thời gian là hữu hiệu. Những người thành công không phải là những người dành hết thời gian cho công việc, nhưng hãy tận dụng hết tất cả có thể để làm việc. Hãy nghỉ ngơi trên chặng đường đi, chứ đừng dừng lại vì nghĩ mình đã thành công. Thứ bảy, an toàn và mạo hiểm. Những người dám mạo hiểm đầu tư lớn là những người có thể nắm được chìa khóa thành công. Còn những người lựa chọn an toàn, nhàn nhã và bình yên qua từng ngày, giống nhau là an phận. Mà an phận thì không thất bại, cũng sẽ chẳng có thành công. Cũng như việc người có tiền thì đem tiền đi đầu tư là mạo hiểm. Còn có tiền mà đem tiền gửi ngân hàng để sinh lãi là người an toàn. Người thành công lại là những người sợ nhưng không thể hiện ra bên ngoài, lo lắng nhưng không than vãn mà bắt tay vào hành động, cố gắng vượt qua giới hạn bản thân để tìm ra chính mình.